Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chiều mấy anh em đi ra sông chài cá nha các bạn. Hôm nay sao tự nhiên gió với nước chảy quá xa. Giờ mấy anh em đi rải mồi, tí xíu mình quay lại mình chài nha các bạn. Đấy, chạy ra thấy nước quá trời đổ rồi nè. Rồi, nãy giờ mấy anh em mới rải mồi xong nha các bạn. Cũng khoảng 15 phút rồi. Giờ mấy anh em quay lại chài. Hôm nay mình đem theo hai cây chài nè, chài lớn chài nhỏ. Chắc mình lấy chài nhỏ mình chài nha các bạn. Rồi có cá linh không? Bơi lên là dính gốc rồi. Cái này nước chảy quá. Nước chảy dính lại cây. Cắm nó tốt ngoài đang chỗ này nó tốt rồi. Vô nguyên cái đống già luôn rồi. Đang đóng chợ dưới luôn hả? Chợ ở đâu đó cây nó trôi. Lên hết trơn nguyên cái cây luôn. Đây, có cái linh rồi thấy không? Cái linh có đâu. Đây, cái tiền dướng cái dướng à, đây. Bỏ cái đó vô trong đi. Mấy cái linh luôn. Hơi dở cái đó lên bỏ vô trong, nhét nó vô trong. Rồi nó dính vô tùm lum. Chài đầu tiên bị thất bại, lên dần cái nhánh cây luôn. Có cá linh nữa bạn, dính được mấy con cá linh. Chài nhỏ nhưng mà cái lỗ nó nhỏ để mình bắt mấy con cá linh nè. Chài lớn này lọt hết rồi. Đó, có cái linh đó. Rồi. Linh đó. Dinh. Hai cái dinh vậy. Hai cái dinh còn có linh. Cá nó xuống rồi, tại nước chảy quá. Chảy. Linh phóng luôn ha. Kéo từ từ ha đây. Đưa con chèn nhỏ khỏi vịnh, không chịu cái vỏ kéo được. Cá linh nhỏ nhỏ xuống nha. Rồi lên nè, xếp chài à, kéo lên.
Vinh. Lâu dữ không thấy cá thiểu à. Mấy con cá thiểu luôn à. Ừ. Ba con cá thiểu. Dính vô cây vậy. Rồi. Này có cái linh. Nhóc lên bây giờ nè. Tới chừng này. Giờ nhỏ này cũng lọt nữa, dây chà bự. Cá linh này lưới có phần rưỡi không à. Rưỡi hai phân. Cá linh này mới ngon nè. Cá linh này mới tới nhúng mẻ, nhúng mắm rồi, mới tới nè. Này nhúng mắm ngon. Rồi không đủ nhúng mắm rồi. Bởi vì chổng cắt gió, chổng có cái linh là biết ngoài này có rồi. Bởi lấy cái chài nhỏ theo rồi các bạn. Ăn cái là không được nhiều á. Chài này, chài nào cũng được nhưng chài này cũng ngon á. Mấy chài kia ít quá. Năm đầu. Nhỏ nhỏ. Linh nhỏ nhỏ nó nhảy quá nhảy. Bơi cái mũi vô nó luôn kìa. Theo lòng theo đây. Linh hả? Linh. Nó thẳng lên để nó giặt ra ngoài, giặt ngoài nó lọt xuống bực. Cái gì? Cái dồ. Cái dồ. Giờ đếm luôn rồi, giờ đếm luôn kìa. Hai con giờ đếm. Giờ đếm con nè, cái linh. Rồi. Rồi.
nó linh lọt luôn. Em gọng hai cái vừa đếm mà lại về thả hầm. Đếm con. Cái giờ đếm luôn không? Hả? Đếm luôn, hai con đếm à? Hai giờ đếm hết. Hai giờ đếm con. Hai con giờ đếm giờ bỏ rộng lên nè. Giúp lại ăn no, quá no. Hai cái giờ đếm thôi, về thả hầm luôn. Này không có đủ cá ăn rồi, không kiếm cá linh mà ít quá rồi. Vậy nuôi cá dồ lại hầm vài tháng ha. Bây giờ nuôi cá dồ lại lớn lớn ngàn nha. Đây còn điểm cuối, chưa tới đây rồi. À, bơi lên. Trôi. Nó trôi á. Đâu. Nó nhánh chà nó trôi chứ. Dạ, đứng mà. Đứng vậy. Dạ, nhưng mà nó ngạnh á. Không. Ngạnh máng chết. Ra đó. Nó hiểu rồi. Nó hiểu. Nó linh. Nó linh nhóc luôn à. Cá linh này ăn mới ngon ha. Ừ. Nhỏ này giống mắm mới ngon. Rồi, trời cuối rồi các bạn ơi. Không đủ đâu. Cái linh này nhỏ nhỏ. Giờ 100 gram đi. À, kiếm được mớ cá linh. À, kho lạc bỏ ớt nhiều nhiều một xíu. Ăn hít hà rồi vô. Rồi xong hết rồi các bạn ơi. Giờ mấy anh em ơi chạy về về. Rồi anh em về tới nhà các bạn. Này được ra chủ yếu là kiếm cá linh. Được có nhiêu cá linh đó. Hai cái lẻ em thả hầm đi. Mới cá linh nhỏ nhỏ thôi. Cá linh này ngon mà ít quá. Linh đó nhúng mắm là tới luôn. Ừ. Nửa ký nhúng mắm là được vừa ha. Ừ. Giờ chắc quốc rồi. Giờ mấy anh em đi thăm mấy cái lú nha các bạn. Lú mình đặt cũng không gà mấy ngày. Nên thăm có gì không? Này. Mà nước này trong quá chắc như ba cái lau kiến với cua không quá. Lau kiến cua với ốc. Chứ còn cả lóc cái chê thì chưa có đâu. Rồi, giờ mấy anh em đi thăm mấy cái lú của mình nha các bạn. 3 đêm rồi. Mà nước trong này chắc có không chạy gì đâu. Gió chiều muốn mưa. Cua, đó có gì đó. Ui, nhóc ông ơi. Rô mình bành không kìa. Không tưởng không tưởng nha. Chê chê đi. Cá này cá ngon không á. Cá lựa không đó. Ừ. Lấy cái ra sao. Rô cà bá luôn.
màu cà rô kìa. Gió dữ kìa. Trời ơi, lên này gặp gió rồi, dội nó cá bóng tượng luôn ơi. Bỏ cá bóng tượng ra đây đi đi. Cái nước vô. Còn cá bóng tượng bằng cà rô. Nhóc luôn hả? Nhóc luôn, cứ có bệnh lạnh không. Rồi mở cái lòn ra ngoài này luôn rồi vừa. Ồ, vị ngon nha. Con lu đây không phải lầm rồi. Rồi mốt nó bơm còn chạy dữ nữa. Tại do bắt nè, do không gậy với bắt nè, cá xuống tinh nè. Chuyến nhóc. Ôi ôi trời, cái rô chà bá luôn kìa. Cái nào cũng có cái rô bự không coi. Cái rô. Trời ơi, cá bóng nữa kìa. Hai con cá bóng luôn. Cá bóng tượng cho bá luôn. Còn cá rô kìa. Thôi cá rô để vô lâu rồi đấy ngồi. Vô lâu rồi. Cá lú một đủ ăn hay không? Rồi, đến đâu là mấy cái sau này là Phật khách rồi chứ. Để có lây ra cũng được, cá rô. Cá bự bự ra dụng cục ngoài con dưa ăn này ha. Ừ. Cá linh nữa nè. Cá linh vô tới đây luôn. Ừ. Ô, cá linh nhóc luôn ơi. Cái nào cũng được, cá linh cỡ này dồn với cá linh chài của mình là đủ ăn hả? Làm lẩu mắm hả? Ừ. Cá lóc, cá lóc, cá lóc. Lóc hả? Lóc. Ôi, ôi bự kìa. Cá chê nữa kìa. Chê con. Chê con trên đó. Chê chốt. Rồi. Nước trong trong cũng làm được mấy cá rô, mấy cá lóc ha. Kênh này còn cá lóc dữ lắm. Ừ. Kênh này bơm một cái lú mình cũng chạy cá lóc rồi thấy. Chạy tới cá lóc luôn. Cui. Cui. Em gu vậy? Ừ, lương. Lương. Lương hả? Lương chà bá luôn nè. Đã ta. Ô, con lương bự kìa. Đã được. Rồi thấy em gu nữa không có gì. Cái linh nữa. Dắt dắt mấy cá linh lại hùng chung với mấy cá linh đi chài ơi. Trắng phiếu luôn ha. Lương bự mà nó vàng nó lương bự trắng tươi. Lương mà nước hả? Nước sạch. Xài kem trộn trắng. Này mới dở lên thấy con ếch này hiểu rồi. Cái rô có mà không có bự không? Vì mà không có cua ha. Có con á. Rồi con ếch thả đi đang tội nghiệp nó quá rồi, giờ nó ốm à. Ốm hơn mày nữa. Vô chắc mấy ngày. Vô ăn mồi mà vô ăn không nổi. Đầu này có cá lóc nha các bạn. Mưa quá. Lóc không được bự, nhỏ hơn con nãy.
quá à. Cái đầu này dữ lắm rồi. Hai con chà bá luôn. Hai cái lóc bành kỳ luôn. Đặt chơi ăn thiệt ha. Đặt chơi ăn thiệt ha. Đặt đặt là giữ giữ luôn nha các bạn. Sợ người ta đặt lú trước á, mai mốt bơm nước người ta đặt trước á. Hai con bự hơn người mình xuống lú mình đặt trước người ta. Bây giờ bữa bơm mới có cá lóc trời ơi cá kìa. Trời bá luôn ơi. Hai con bành kia luôn. Bây giờ bữa mình cắm câu đường bên đây nè. Táp đùng đùng luôn. Bơm một cái chạy không giữ nữa nghe. Chạy tới cái lóc bởi vậy đó, bởi vì mình mới xuống lú trước đó. Ôi rồi. Sướng chưa? 300 g, 300 g. À. Tới luôn. Anh kia cũng đâu hồ đâu. Ngang hẳn nhau luôn á. Hai con cỡ cỡ nhau mà. Đó, uống nu con này uống nu khúc quá. Đã thiệt. Đã. Ôi trời ơi. Khúc trên kia bị bít quá mà này. Nãy giờ mình thăm mới có 7-8 cái gì hả? 8 cái. Còn khúc trên kia để chạy giỏ vô thăm. Bình nó bít quá bơi không nổi rồi. Đấy, đêm nay nữa đi. Đêm nữa bữa sau mình lên mình thăm. Lên tới đây cái lục bình nó tràn lấp à. Anh em về còn tranh thủ đi thả câu cá cha nữa. Dạt lục bình bơi lên tới chỉnh về là tối luôn. Mới thăm có 7-8 cái lú rồi được mấy cái lóc ngon ngon không mà. Lóc cá rô. Mới cá lóc. Để đêm nay đêm mai nữa mình đi thăm cái là chắc ngon ha. Ngon ha. Thấy tình hình cá lóc này ngon ạ. Nên đó. Rồi, anh em vừa về tới nhà, cũng chuẩn bị mưa luôn rồi. Thằng Võ mới đi thăm lú chút xíu được nhiều cá này các bạn. Cái ngon ngon luôn nha. Cá bóng nó kho tiêu hơn được rồi. Cá bóng nó kho tiêu rồi còn này nữa. Cỡ đó, nó lâu lớn quá. Ê, bên kia. Bên bạc. Cá lóc nè, bá luôn, mấy cá lóc này cắm câu dính nó sướng nè trời. Nha. Lúc cành lúc chài nè. Đi chài còn được nhiều cá mà, cá linh. Cái này cũng mới cá linh nữa kìa, lựa mới cá linh nha. Mấy con à, mày nhờ chạy có cái không? Cá này thả, cá ngựa. Gì? Cá ngựa. Lâu dữ rồi không thấy cá ngựa. Cá này đâu lớn đâu. Bự á. Ừ, cái mẹ núi ơi, mẹ ba cái mẹ đá mẹ núi. Cái ngựa đâu? Cái ngựa nó dài. Đi chài cá với thăm lú. Tổng cộng được nhiều cá này, những cá ngon nha các bạn. Cá ngon, cá ngon không? Bà cá lóc ngon không quá. Cá lóc ngon. Thôi. Đi. Video qua đi chài cá với thăm lú của mấy anh em đến đây Phương cũng xin kết thúc. Giờ xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Lú đó chắc ngày mai để đêm mai đêm mốt về mấy anh em đi đổ một lượt một luôn rồi. Mình tới mấy chục cái, 19-20 cái nè. Vàng cái lóc 60 giờ.